Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay em sẽ test chiếc đi builder model là VSA-D9X mặt phay nhôm màu vàng chanh đẹp long lanh luôn nha. Dòng này thì nó sẽ sử dụng là sò MOSFET nên chất âm của nó rất là sạch sẽ và chi tiết nha. Bộ dây mã DAC 24 bit chứng nhận TX nha. Rồi cái nắp cốp của nó anh em mở nắp cốp ra nha. Rồi hiện tại là em đang kết nối ngõ CD cộng analog và ngõ LD, đó là cộng quang nha. Rồi đã thành màu tường. Rồi anh em nhấn giùm em là nút speaker A hoặc B luôn nha. Rồi cái màn hình hiển thị của nó đây. Rồi dòng này thì nó sẽ có low net nha, chức năng của nó rất là sáng tiếng nha. On lên nè. Chưa tắt nàng hãy ra suối vàng. Off nè. Nhìn on nè. Off dép nè. Niềm cho tình xưa và màu hoa tím đó đã ăn sâu rồi, trong nhiên luôn nha. Từng chiều qua sắc hoa xưa vẫn còn bóng người. Rồi trở kháng loa từ 6 âm cho tới 16 âm nha. Made in Japan luôn, tiền áp 100V, công suất là 375W nha. Sắc cắm mạ vàng, đây là cổng analog và đây là cổng quang nha. Rồi dòng này thì nó sẽ hoạt động ở chế độ stereo là hai loa và một số cái chế độ đa kênh khác nha. Rồi trên đây là video để test chim đi builder VSA D9X đẹp long lanh made in Japan 375W. Khiển nhìn theo máy nha.